Xin chào khán giả. Đầu tiên thì tôi rất muốn gọi là cảm ơn chân thành đến tất cả những quý khán giả đã luôn theo dõi tôi cũng như là ủng hộ tôi và anh Việt từ ca mổ thành công 1988 cho đến nay. Thông qua dự án bộ phim tài liệu này, tôi muốn thể hiện những cái gì bản chất thật nhất về tôi và cũng như là những gì gia đình của tôi đối với người xem. Tôi mong rằng là các bạn hãy ủng hộ tôi bộ phim này để biết nhất về con người cũng như là cái gì mà thật nhất mà xưa nay rất là nhiều thông tin đưa nhưng nó không có đúng sự thật. Từ bộ phim này tôi muốn nhấn mạnh cái giá trị của sự hòa bình cũng như là sức mạnh và sức khỏe và mong muốn rằng thế giới này không còn chiến tranh cũng như là không còn khổ cực trong tương lai và tôi mong muốn rằng là hãy làm sao để có được một thế giới hòa bình và tốt nhất. Cuối cùng tôi xin mong muốn là quý vị khán giả hãy ủng hộ bộ phim của tôi, hãy đến rạp và xem bộ phim của tôi thật nhiều và lan truyền những thông điệp ý nghĩa nhất cho cuộc sống. Xin cảm ơn. Tôi tên là Nguyễn Đức. Bởi vì sức khỏe của mình là một nạn nhân da cam, chắc chắn nó sẽ đi trước người bình thường. Ow! Anh Việt à, đây là một bộ phim mà mong muốn rằng là bộ phim này cũng là một điều mà em muốn dành cho anh là cảm ơn trân trọng nhất. Anh đã hy sinh cho em có được ngày hôm nay và em cũng đã cố gắng hết mình nỗ lực sống thật là tốt để mà làm tròn cái trách nhiệm của mình.